Vâng, Xưởng Đồ Gỗ Công Nhung xin kính chào các bác và cô chú chị ạ. Và hôm nay là buổi sáng ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024. Xưởng Đồ Gỗ Công Nhung trân trọng được chào đón chị Thanh có địa chỉ tại xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Chị lên ký tủ đó chị ạ. Ký hết ghế trong ký tủ nhé. Vâng, hôm nay chị Thanh đã bớt chút thời gian về trực tiếp Xưởng Đồ Gỗ Công Nhung để tham quan sản phẩm đồ gỗ. Sau khi tham quan lựa chọn, chị đã chốt cho gia đình bộ ghế rổ chun, tay cột 14, đục dáng đào tiên, tay cuốn chân móc, bộ sản phẩm phun màu cánh gián đấy ạ. Bộ sản phẩm này Xưởng Đồ Gỗ Công Nhung phun màu cánh gián. Cũng như mọi gia đình, chị Thanh đang ký nhận toàn bộ sản phẩm. Một lát nữa thì Công Nhung sẽ cho anh em thợ vận chuyển luôn về cho gia đình chị tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Lên ký tủ em, tủ ba cánh, chị ký luôn đi. Vâng ạ. Ngoài ra chị Thanh đăng ký thêm là 2 chiếc tủ quần áo chất liệu gỗ xoan chun, loại 3 cánh, 3 ngăn kéo đấy ạ. Sau đây chị sẽ đi ký nhận toàn bộ từ bàn ghế cho đến tủ. Công Nhung quy định là tất cả là sẽ phải đánh dấu. Thế chị ký đi. Chị lấy một cái tủ ở ngoài sân ngoài kia đấy nhé. Ngoài sân đấy, có 3 cái gần nhau và... Thôi chị anh cứ thả thôi, tí nữa chụp xong. Rồi, để cho chị ký đã. Quá đẹp luôn. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn gia đình chị Thanh có địa chỉ tại xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang về ủng hộ cho đồ gỗ Công Nhung chúng em. Xin cảm ơn chị. Vâng. Chúc chị và gia đình luôn luôn có nhiều sức khỏe, niềm vui, gặp nhiều